Xin kính chào quý vị và khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật bóng đá trong nước và quốc tế ngày 9 tháng 11. Bản tin sẽ bắt đầu với kết quả của trận đấu giữa Hà Nội FC và Tam Trấn Vũ Hán trong khuôn khổ AFC Champions League 2023-2024. Bước vào trận đấu thứ tư tại Cúp C1 châu Á, Hà Nội FC gần như đã hết hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, quyết tâm cao độ và tâm thế thi đấu vì màu cờ sắc áo đã giúp các cầu thủ của Hà Nội FC có trận đấu thành công trước đại diện của Trung Quốc với hai bàn thắng đẹp mắt tới từ vị trí của Tuấn Hải. Với khởi đầu thuận lợi, Wuhan Three Town sớm có bàn thắng mở tỷ số ở trận đấu. Từ đường truyền thông minh của Wei Shihao, các cầu thủ đội khách đã có màn đập nhà đẹp mắt dọn đường cho Hee Chao tung cú dứt điểm hiểm hóc vào khung thành của thủ môn Tấn Trương. Bàn thắng này khiến đội khách hưng phấn và càng trở nên nguy hiểm hơn trong nhiều pha tấn công, khiến Hà Nội FC có 45 phút hiệp 1 đầy khó khăn. Bước sang hiệp 2 với tinh thần không còn gì để mất, Hà Nội FC dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Phút 71, nỗ lực tấn công của Hà Nội FC được đền đáp từ đường truyền dài vượt tuyến của Xuân Mạnh. Phạm Tuấn Hải có pha đánh đầu đưa bóng đi với quỹ đạo rất khó, mang về bàn gỡ quý giá cho đội bóng của thủ đô. Ngay sau đó, bất ngờ đã xảy ra trên sân Mỹ Đình khi Wei Shihao có hành động đánh nguội Xuân Mạnh, khiến cầu thủ của Hà Nội FC phải nằm sân. Hành động thô lỗ đó đã khiến đội bóng xứ Trung rơi vào thế bất lợi khi phải chơi thiếu người. Tận dụng cơ hội hơn người, các cầu thủ Hà Nội FC lên bóng tấn công mạnh mẽ. Phút 90, từ đường truyền của Nguyễn Văn Tùng, Tuấn Hải nhận bóng và vượt qua hai hậu vệ của đối phương trước khi có pha dứt điểm đẳng cấp nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu và Hà Nội FC có được chiến thắng tại Cúp C1 châu Á. Với màn trình diễn xuất sắc, Tuấn Hải cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Có thể nói, chiến thắng trước đại diện Trung Quốc đã phần nào giải tỏa áp lực cho Văn Quyết và các đồng đội. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho biết cả đội sẽ thi đấu hết mình, đặt mục tiêu tạo nên bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân của Pohang Steelers ở trận tiếp theo tại Cúp C1 châu Á. Theo quyết định số 615 của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Công an Hà Nội bị phạt 2 triệu đồng do nhận 5 thẻ vàng trong trận đấu ở vòng 3 Network V-League 2023-2024 với Hà Nội FC. Các thành viên bị phạt thẻ của đội đương kim vô địch V-League trong trận đấu đó là Philip Nguyễn, Junio Finho, Geno Vande, huấn luyện viên trưởng Trần Tiến Đại và phó trưởng đoàn Lê Xuân Hải. Ở trận đấu này, Công an Hà Nội giành chiến thắng 2-0. Những người lập công là Junio Finho và Jefferson Elias. Đây là trận thắng thứ 2 của đội bóng ngành công an ở mùa giải năm nay. Sau 3 vòng, họ xếp thứ 3 với 7 điểm, kém câu lạc bộ Nam Định 2 điểm. Bên cạnh câu lạc bộ Công an Hà Nội, ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam phạt cầu thủ Lê Văn Thành của Sông Lam Nghệ An 15 triệu đồng. Cầu thủ này có hành vi lỗi nghiêm trọng trong trận đấu với câu lạc bộ Thanh Hóa. V-League 2023-2024 tạm nghỉ sau lượt trận cuối tuần qua để nhường chỗ cho loạt trận quốc tế tháng 11. Đây là thời điểm tốt để các câu lạc bộ có phong độ không tốt ổn định lại lực lượng, khắc phục vấn đề, qua đó thi đấu hiệu quả hơn trong thời gian tới. Sau 3 vòng, những đội bóng có tiềm lực mạnh như Nam Định, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Bình Dương, Viettel đều chiếm giữ các vị trí đầu bảng. Trong khi đó, Hà Nội FC là bất ngờ khi xếp chót bảng với 2 trận thua. Sau khi kết thúc vòng bảng AFC Champions League 2023-2024 vào cuối tháng 12 này, Hà Nội FC sẽ chia tay 3 ngoại binh, bao gồm Damien Letalek, Milan Zetovic và Heli Senkayon. Cả 3 cầu thủ này đều không được Hà Nội FC đăng ký vào danh sách ngoại binh ở V-League 2023-2024. Trong số đó, Letalek được kỳ vọng gia tăng sức mạnh cho câu lạc bộ Hà Nội ở Cúp C1 châu Á. Tuy nhiên, cựu cầu thủ của Dortmund lại gây thất vọng lớn khi liên tục mắc lỗi trong 2 thất bại đầu tiên của đội nhà. Hà Nội FC đang trải qua giai đoạn khủng hoảng khi thua liên tiếp 5 trận trên mọi đấu trường và đã thay huấn luyện viên trưởng 2 lần trong thời gian ngắn. Tối 8 tháng 11, Văn Quyết và các đồng đội bước vào trận đấu đầy khó khăn tại Cúp C1 châu Á trước Wuhan Three Town. Sự tỏa sáng của Tuấn Hải giúp đội bóng thủ đô lội ngược dòng gọn mục, giành được 3 điểm đầu tiên tại Cúp C1 châu Á. Mới đây, AFC đã công bố danh tính tổ trọng tài sẽ điều khiển cuộc đọ sức giữa đội tuyển Việt Nam với đội tuyển Philippines trong ngày mở màn của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Đáng chú ý, trọng tài người Uzbekistan Rustam Lutfin sẽ bắt chính trận đấu này. Vị trọng tài này đã từng vướng phải nhiều ý kiến trái chiều trong đợt ASEAN 19 vừa qua. Cụ thể, ở trận đấu tại vòng 1-8 giữa Olympic Qatar và Olympic Trung Quốc, Olympic Qatar tỏ ra khá là bức xúc khi vị trọng tài này đã từ chối quả phạt đền cuối trận của đội, đồng thời cho kết thúc trận đấu sớm, trong khi hai đội bóng đã xảy ra tranh cãi và mất khoảng 3 phút tạm dừng trước đó. Điều đó khiến Olympic Qatar không còn cơ hội vùng lên vào phút chót và phải chấp nhận thất bại trước đội chủ nhà. Trong trận đấu giữa Olympic Nhật Bản gặp Olympic Triều Tiên, ông Rustam Lutfulin đã thổi còi kết thúc sớm trận đấu 1 phút, cho dù trước đó, tổ trọng tài đã thông báo sẽ có 5 phút bù giờ. Quyết định của ông Rustam Lutfulin đã khiến cầu thủ Triều Tiên đã không thể kiềm chế và có hành động xô xát. Thậm chí, trọng tài Rustam Lutfulin còn bị nhiều cầu thủ quay lại. Rustam Lutfulin cũng chính là trọng tài bàn ở trận đấu giữa Olympic Việt Nam để thua Olympic Saudi Arabia 1-3. Người hâm mộ Việt Nam hy vọng kết quả này sẽ không lặp lại trong trận đấu với Philippines sắp tới. Xin được chuyển sang các phần tin quốc tế.
Ở lượt trận thứ tư, vòng bảng Cúp C1 thuộc các bảng E, F, G, H đã diễn ra hấp dẫn với sự góp mặt của các đội bóng mạnh như Man City, Dortmund, Paris Saint-Germain hay Newcastle. Trong đó, ở bảng F tử thần, Dortmund có màn so tài với Newcastle trên sân nhà khi cả hai đội đều đang bằng điểm số. Với lợi thế sân nhà, Dortmund đã nhập cuộc tốt và biết cách tạo ra lợi thế để giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đại diện đến từ nước Anh. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Man City đã có chiến thắng dễ 3-0 trước Young Boys để tiếp tục nối dài chuỗi trận thắng lên con số 4 ở bảng G. Man City cũng vừa chính thức giành vé vào vòng 1/8 trước hai lượt trận. Ở bảng đấu này, RB Leipzig với 9 điểm tạo khoảng cách 8 điểm với hai đối thủ còn lại nên cũng giành vé sớm. Ở các trận đấu còn lại, Barca tưởng như có trận đấu dễ dàng trước Shakhtar Donetsk để tạo ra lợi thế và giành vé sớm, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Xavi bị đối thủ đánh bại với tỷ số 1-0. Hiện tại, Barca vẫn dẫn đầu bảng H với 9 điểm nhưng đã bị Porto san bằng điểm số. Đội bóng giành chiến thắng đậm nhất trong lượt trận thứ tư vòng bảng là Atletico Madrid. Đội bóng Tây Ban Nha đã thắng đậm Celtic với tỷ số 6-0 để dẫn đầu bảng E với 8 điểm. Robert Lewandowski được xuất phát ngay từ đầu với kỳ vọng sẽ nổ súng sớm để đưa Barca vào vòng trong. Tuy nhiên, Shakhtar Donetsk đã có 90 phút quả cảm. Họ thắng Barca với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Danilo Šikan ở phút 40. Đã 12 năm trôi qua, chân sút người Ba Lan mới lại tịt ngòi lâu tới như vậy. Đây là điều người hâm mộ chưa từng chứng kiến kể từ khi anh còn ở Dortmund. Theo đó, lần cuối cùng Lewandowski có một chuỗi trận không ghi bàn dài như vậy là từ tháng 12 năm 2010 đến tháng 2 năm 2011 với 10 trận liền không thể chọc thủng lưới đối phương. Khi ấy, Lewandowski chưa phải là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Sau trận đấu, huấn luyện viên Xavi cho biết ông rất thất vọng với màn trình diễn của các học trò. Xavi nói rằng cả đội muốn giành quyền vào vòng tiếp theo và trận thua này là một bước thụt lùi. Vào lúc này, cơ hội đi tiếp ở bảng H vẫn còn bỏ ngỏ với ba đội là Porto, Barca và Shakhtar Donetsk. Porto và Barca đều cùng có 9 điểm, trong khi đó Shakhtar Donetsk sở hữu 6 điểm sau 4 lượt trận.